Sổ tổ gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tượng Phật Di Lặc Ngũ Phúc ngồi dưới gốc cây đào chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là TPDL115, có kích thước cao 69, ngang 39 và sâu 25. Một tác phẩm liền khối và rất là đặc gỗ, đục giá tác phẩm rồi, nặng 19kg các bác nhé. Em sẽ quay cận cảnh tác phẩm này để cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Phật Di Lặc ngồi dưới gốc cây đào, đục rất đẹp và hoàn hỉ. Mô tượng Phật Di Lặc hiện nay đang là một trong những sự lựa chọn rất là hoàn hảo của đông đảo người mua hàng. Cũng giống như Di Lặc vác cành đào, tượng Di Lặc ngồi gốc đào cũng là một trong những ấn bản về Phật Di Lặc luôn mang đến tất cả những cái điều tốt lành cho gia chủ. Cây đào sum suê vốn được coi là kết tinh của ngũ hành sẽ giúp cho gia chủ thoát khỏi quỷ dữ, những hung đồng, đồng thời thì sẽ thu hút được rất là nhiều những cái vượng khí tốt cho gia chủ. Và ngoài ra thì Di Lặc ngồi dưới gốc đào còn mang một ý nghĩa vô cùng độc đáo và thú vị. Khác với vẻ uyển chuyển khi đứng dưới dòng Di Lặc này thì ở tác phẩm Di Lặc này mang một vẻ an nhàn, thảnh thơi và vui vẻ. Dưới gốc đào sum suê, xài chịu quả, ông Di Lặc cười thật là tươi và hạnh phúc. Nhìn thế thôi cũng thấy tâm thư thái biết nhường nào. Và Phật Di Lặc từ lâu được xem là một biểu tượng phong thủy số 1 về tài lộc và may mắn. Và người ta trưng bày tượng Phật Di Lặc ở trong nhà với mong muốn sẽ đem lại rất là nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc đến cho cả gia đình. Bức tượng Di Lặc Ngũ Phúc có ý nghĩa rất là to lớn đối với mọi người. Ở đó thì con người có thể cảm nhận được niềm an lạc, hạnh phúc viên mãn, vô lo, vô nghĩ. Di Lặc Ngũ Phúc còn là biểu tượng cho cuộc sống sung túc, no đủ, niềm hoan hỷ và hạnh phúc. Đó chính là ước muốn của mọi gia đình. Nếu như các bác quan tâm đến mẫu tượng Di Lặc ngồi dưới gốc cây đào, ngũ tiểu, chất liệu gỗ hương ta có mã là TPDL115, có kích thước cao 69, ngang 39 và sâu 25, một tác phẩm liền khối và rất là đặc gỗ, đục giá tác phẩm rồi, nặng 19kg. Các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp qua số hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho xưởng tượng gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh xưởng tượng gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.